이 땅자 바오베 트웬 이야기 스토리텔링에 참가하는 거는 특별히 딱배 특별히 AI를 통해서 과 AI를 통해서 온라인 언어 교환하는 것을 AI를 통한 것은 특별히 이 참담자 참가하는 거는 공부하는 사람이 그때 같은 기능 수준을 초급 진도 초급 수준에서 중급 수준으로 올리도록 함께 상당히 발전할 수 있도록 도와줘요. 그리고 최초한 이야기하는 거는 공부하는 사람들이 꾸준히 접속 뭐 까우척 이냐라지? Cấu trúc네. tiếp xúc với các cấu trúc là mùn bóp à? Mùn bóp, cao sức mùn bóp qua các chiến đặc tân nữ, Thành ngữ là son ngỏ. song chỗ, song nữ, Son chỗ. sorry, ok, tân nữ, chiến, Thành ngữ. song nữ, và tư vụng, mỗi, 새로운 단어들, 그 다음에 쭉 그들이 이해하도록, 더잘 이해하도록, 종자의 관용 언어의 종자의 있냐 종자의 라지 Về dòng chảy của ngôn ngữ hiểu rõ hơn về dòng chảy của ngôn언어의 의미 종자의 ngữ. Dòng chảy á.이해하도록 도와줘요 không biết 종자의 Không biết dòng chảy. Không biết dòng흐름. 흐름. OK. 자, 이번에 À, 흐름. 네. 흐름 아. 노출시키다. 네. 리가 한국어 보고 베트남어 얘기해 주세요. 네. 이래. 다음 다음 자. 화용 tham gia vào công cụ à? Get Storytelling one, get one. tham gia vào cuộc trò chuyện à? Tham gia cuộc chuyện Đặc biệt. đặc biệt tham gia vào nếu tham gia vào cuộc trò chuyện ở khi giao tiếp trao đổi ngôn ngữ online thông qua AI à? Nè, thông qua AI trao đổi ngôn Ừ. ngữ tập truyền online Ừ. trước Dạ. có thể Thì người học Để tiền phố có thể trước trước phát triển như được nhà hốt phát luôn triển được luôn trình độ nè trên đô số cấp sơ cấp nè từ số cấp đến trung cấp nè trên trung quốc nè đăng ký đặc biệt là nguyên tin nên đăng ký phan cho hàn nguyên tin nên đăng ký phát Thần triển kỳ. đăng ký Diễn đạt là cách diễn đạt yeah. à cuộc trò chuyện thì trò chuyện thì sẽ giúp Để tiếp. giúp phát triển về kỹ năng từ vựng là từ vựng mới này biểu hiện
các biểu Tôi hiện vương toàn mồi, đâu, tôi vương mồi. các từ mới này, các biểu hiện diễn đạt hàng ngày này, và cấu tạo đa dạng này, cấu trúc đa dạng, phù trô, cấu trúc đa dạng. Đồ hôn, Và đồ chú, chú, nhà hút, người hút, người hút, giúp người học, nhà giúp người người hút, học. dược thổ, chu chỗ, con, Giúp hiểu hơn, hiểu về à, dòng chảy rồi tôi của trai ngôn ngữ thua không nổi nhỉ? hơn. Ừ. Nột chui si kho chủ tả. Nột chui si kho chủ tả là À, nó chứ, ôi, nột chui si kho chủ tả tôi một mong các chiến đạt, cái anh này này, thành và tôi thành mong, chiến đạt, cấu trúc, là ôi cấu trúc, tiếp xúc, tiếp xúc, tiếp tiếp, xúc, tiếp, tiếp xúc, tiếp xúc. tiếp xúc bồi các cấu trúc, các, chiến đạt phương, tăng, và tôi cũng mời sẽ cả nó cho phố hiểu lô hiểu dô hơn về chống trái phương chống trái phương Cứ rưng là dòng chảy. tua nồng nồng ok thắng thắng gì nữa Xin xài quả. Xài này không? Bao tiền đây. thắng hẳn thắng Ừ. hẳn Cách Yagi là nói Yagi cứ ai Yagi hàn go đừng 그랬어요 Yagi 많이 들으면 꽃에 이 chúng ta nè câu chuyện chúng ta phúc như tư vấn ok 네. 예를 들어, 스토리텔링에서는 이솝과나 유명한 어린이 이야기와 같은 잘 알려진 이야기를 많이 볼수 있습니다. 짧은 이야기는 종종 긴 이야기로 결합되며 문장들이 모여 의미 있는 이야기를 형성하는 것과 같습니다. 짧거나 긴 이야기를 읽든 스토리텔링은 새로운 단어를 배우고 문장 구조를 연습하며 대화를 맥락 속에서 접할 수 있도록 도와줍니다. 네, 읽어주세요. 네. 예를 들어 스토리텔링에서는 이솝우화나 유명한 이 어린이 이야기와 같은 잘 알려진 이야기를 많이 볼수 있습니다. 짧은 이야기는 종종 긴 이야기로 결합되며 문장들이 모여 의미 있는 이야기를 형성하는 것과 같습니다. 짧거나 긴 이야기를 읽든 스토리텔링은 새로운 단어를 배우고 문장 구조를 연습하며 대화를 맥락 속에서 접할 수 있도록 도와줍니다. 네, 땡볕 읽을게요. 네. 네. Chẳng hạn, trong kể chuyện, chúng ta có thể gặp nhiều câu chuyện nổi tiếng như các chuyện ngụ ngôn của Aesop hoặc chuyện cổ tích dành cho trẻ em. Chuyện ngắn thường được kết hợp để tạo thành những câu chuyện dài, giống như cách các câu kết hợp lại thành một câu chuyện có ý nghĩa. Dù đọc truyện ngắn hay truyện dài, kể chuyện giúp chúng ta học từ mới, thực hành cấu trúc câu và tham gia vào các hội thoại trong ngữ cảnh. Trang thành tổng kết xuống chúng ta có thể cắt nhiều câu xuống nổi tiếng nhiều các xuống nông của ai số hoặc xuống cổ tích dân chỗ chém xuống nhắn dùng tốc thích phố để tạo thân nhưng tạo xuyên giải dùng các câu kết thúc lại
한목가우스엔 보이냐 유독추엔냔 하이 투엔자이 예 투엔 즉 중다 호크 모이 축한 가오 축 가오 바 나탐지야 바 바오 각 호이 호이 종 유한 중한 중아 chẳng한국 hạn là về đuôi chữ đỏ,아 중한 예를 들어서 그 về đuôi chữ đỏ. 이야기에서는 우리가 보태 도와 만날 수 있어요. 보태 우리가 많은 이야기 만날 수 있어요. 유명한 이야기를 만날 수 있는데 뭐뭐처럼 그 이소 우화 우화 딱 수엔 우화예요. 우화라는 거는 동물이 우와. 예예 이소 우화 이소분 작가예요. 작가 스토리텔링 하는 작가 작가 작가, 이니아라 지팅백 작가 작자. 아 작자 에소라 작자 오 에소 아 히락 그리스 작가였던 이소 와 농누 언어의 그 우화 뉴농 뉴농 하면 뭐예요 뉴농 이소 우화 뉴 Như các chữ ngụ ngôn. Ngụ ngôn là u hoa. Uva, nè, Chuyện ngụ ngôn là u hoa. nè. Nè, cái đó mẹ phụ tử nương tuân phụ thích chăn cho xem ai đưa lưu yan gia gi tích Câu chăn chuyện cổ tích dành cho trẻ em ai từ đi tích e chăn gia gi ai dưới e về trend chuyện cổ tích. Hàn có rô mới không? Chuyện cổ tích là gì?아이들 이야기 같은데요. 아이들 Chuyện이야기 cổ tích.유명한 아이 어린이 이야기 Chuyện cổ tích là gì? 유명한 아니, 유명한 là nổi tiếng. 오이땡 그러면 아이들을 위한 이야기 초엔 이야기 이야기. 네네 아니에요 포틱 틱단 공개 Chuyện cổ tích네 là chuyện cổ tích là gì nhỉ? Chuyện cổ tích이 이야기 같은데 그냥 넘어갈게요 chuyện cổ tích. 트웬 이야기는 좀 보통 어떻게 또 연결이 돼요 만들어요 가우투엔자의 긴 이야기. 아, 그거 그 짧은 이야기. 그냥 트웬도 이야기네 이야기. 트웬 이야기 맞아요? 트웬 chuyện là이야기. chuyện cổ tích예, 트웬난 하면 짧은 이야기는 보통 대답 연결이 돼서 hoa chết예. alo anh nhiều그냥 hoa 이야기, 유엔. 긴 이야기를 만들 수 있어요. 또 따오 짠. 추엔난은 짧은 이야기, 추엔난. chuyện ngắn là trai bên이야기. 이야기 gì다음에 종류 소리. 이야기. 누 깍깍 따오. được kết hợp. 문장들이 결합해서 다시 일단 목가우트웬 가우트웬 이야기가 돼요. 뭐 이냐 의미가 가진 이야기가 있었대요. 문장들이 이렇게 서로 만들어서 의미가 있는 이야기가 됩니다. 유아 독트웬 짧은 이야기를 읽어서 읽어요. 또는 트웬자의 긴 이야기를 읽으면 주 이냐 주 라지 응? 주 이냐 주 주독 아 Dù đọc truyện ngắn hay truyện dài, dù làm muốn bóp yêu dù아 trai bên nhì gia kỳ에서 로 trai bên nhì gia kỳ icona nè à kim kim이거나 nhì gia kỳ rư아, 주하이 문법이에요. 주하이. 네.
아, dù bất là muốn bóp yểu. à chứ phải. Kể cả cái trái bún nhà na khi nhà gì đấy có số cái chuyện nhà gì storytelling nhà gì nên 우리가 새 단어를 공부하거나 떡한 가우스 가우스 가우 문장의 가우스 한 가우스이냐 라지 뜻한 가우스 뜻Thực한 hành cấu trúc câu, cầu sức thực hành là dồn sức vậy. à dẫn sức muốn trang dẫn sức tôi nên à hồi thôi theo à như khăn ý nghĩa là gì ồ muốn Ngữ trang này cảnh không á, như khăn là yagi ồ nó và tham gia vào các hội thoại trong ngữ cảnh. Ngữ cảnh là cái nếu kia là ono에서 hồi thôi cả thế hòa yếu hội thoại thế hòa. nè thế hòa rất tham gia hết sự kiện của rồi nếu khan là ý nghĩa nếu khan là bệnh nặng Mình nắp, à thế hòa bệnh nặng mình nắp ngữ ê cảnh, mình nắp. nè anh bon đó vậy thì hết sự lẽ thiên thiên từ tiếng Mình Anh về tiếng Việt. chẳng hạn ở trong trong câu trong trong kể chuyện thì có thể xem được nhiều câu chuyện, có thể gặp nhiều câu chuyện, có thể gặp nhiều câu chuyện Nổi tiếng nổi tiếng, cầu câu xuân chuyện nói được nhiều câu chuyện nổi nữ tiếng, giống nữ như là nữ câu chuyện nữ giống như câu chuyện là ngụ ngôn, là ù hoa, là ngụ ngôn của nữ à Aesop, xuân nhân nữ hôn hay là những câu chuyện à cổ tích dành cho trẻ em. thôi chị em cho chị em à quên nhận cũng kết thúc Câu chuyện ngắn thì có kết hợp, nè kết thúc nếu kết hợp câu chuyện ngắn đấy sang sang câu chuyện dài à? nè Trùng chung là gì? Trùng chung trong trong là chung chung phổ thông xuống kết hợp câu chuyện ngắn, thường kết hợp câu chuyện ngắn sang câu chuyện dài. nè Và tập hợp các câu được tập nè các câu được tập hợp lại à, nè câu chuyện và giống tức tàu tức tức câu và chuyện cầu và cầu hoang song cấu thành câu chuyện có ý nghĩa à? này ý nghĩa Tập hợp lại cô ý nghĩa và thành câu chuyện có ý nghĩa. chữ Câu chữ chuyện chữ ngắn, đốt chữ đốt chữ đốt chữ dù đọc câu chuyện ngắn hay câu chuyện nhanh nhanh dài và thì các câu chuyện ai à, câu trên là có thể giúp chúng ta luyện tập ấy cấu trúc ở câu, học những hốt từ mới này, cổ và luyện tập thực hành cấu trúc câu này, môi à môi và tiếp xúc tiếp nè xúc được nắm bắt được các hội thoại trong trong ngữ cảnh đặc biệt, nè trong ngữ cảnh đấy. nè ok trong nước cả nè à thế okay. Cứ AI 를 이용해서 스토리 만드는 거 활용하면 좋은 것 같아요. 이게 아 물론 책에서 공부하는 것도 좋은데 AI를 활용하면 새로운 이야기 만들 수 있어서 좋아요.
to be, be, câu chuyện môi và voi voi AI AI đó Hello, mình có bản thân sự sơ đồ. Ok, AI를 활용한 스토리텔링은 유익합니다. AI는 요청에 따라 이야기를 생성할 수 있습니다. 만들 수 있습니다. 같은 뜻이에요. 예를 들어, 저는 AI에게 좋은 형제들에 대한 이야기를 만들어 달라고 요청했고, AI는 완전한 이야기를 만들었습니다. 이 AI 생성 이야기를 읽음으로써 어휘, 문장 구조, 그리고 이야기를 통한 대화를 연습할 수 있었습니다. 이를 통해 독해 능력과 어휘력을 쌓을 수 있었고, 동시에 흥미를 유지할 수 있었습니다. 네, 읽어주세요. 또. 네, AI를 활용한 스토리텔링은 유익합니다. AI는 요청에 따라 이야기를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 저는 AI에게 좋은 형제들에 대한 이야기를 만들어 달라고 요청했고, AI는 완전한 이야기를 만들어 주었습니다. 이 AI 생성 이야기를 읽음으로써 어휘, 문장 구조, 그리고 이야기를 통한 대화를 연습할 수 있었습니다. 이를 통해 독해 능력과 어휘력을 쌓을 수 있었고, 동시에 흥미를 유지할 수 있었습니다. 네. 아, 땡볕 읽어주세요. 아, 예, 읽어주세요. Sử dụng AI để kể chuyện rất hữu ích vì AI có thể tạo ra các câu chuyện theo yêu cầu. Ví dụ, tôi đã yêu cầu AI tạo ra một câu chuyện về những người anh em tốt và AI đã tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Bằng cách đọc câu chuyện do AI tạo ra, tôi có thể thực hành từ vựng, cấu trúc câu và thậm chí cả hội thoại trong bối cảnh của câu chuyện. Điều này giúp tôi cải thiện kỹ năng đọc hiểu và vốn từ vựng trong khi vẫn giữ được sự hứng thú. Nà, bóng, 무슨 뜻이에요? 뽕, 뚜붕은 알겠는데, 뽕, 뽕. 왠 아직 아직? 아, 오케이, 오케이. 아, 뚜중 AI 대게 투엔, 짜 투위, 위 AI 코트에 따오자, 짜 카우트엔, 테오 유포, 위주, 또이다 요가오 AI 따오자, 모카우트엔, 왜, 뉴, 노이, 아, 엔, 떳, 바, AI 다 따오자, 모카우트엔, 헌친, 아, 방각 독, 가우 트렌, 조 AI 따오자. 도이 꽃에 특한 뚜붕, 가우 특 가우, 마, 담치가, 보이, 토이, 송, 보이, 칸, 뚜, 가우 트렌. 유, 나이, 즉, 도이 까이티엔 기난 독, 유, 마, 봉, 뚜붕, 종, 기반, 주, 독, 수, 흥, 뚜. 네, 한국어로 해볼게요. AI를 사용하는 것이 이야기를 해주게 하는 거 유익한 아주 유익한 그 이야기 만들기 위해 AI를 사용하면 좋아요. 유익해요. 유익. 왜냐하면 AI는 만들 수 있어요. 그 요구에 따라서 이야기를 만들 수 있어서 그렇게 유익해요. AI 사용하면. 예를 들면, 내가 그 요구를 했는데, AI에게, 그, 형제의 이야기, 그, 좋은, 형제. 안엠이야, 형제예요. 형제, 네, 형제. 네, 좋은 형제. 형제, 좋은 형제에 관한 이야기를 만들어 달라고 요구를 했을 때, 했고 AI는 그 이야기를 훤친 완전한 이야기를 만들었어요. 방깍독 그거를 읽으면 이야기 AI가 만들어 놓은
요 이냐 라지 요 À, cái đầu câu chuyện do AI tạo ra là AI ra manđra nun yo AI màn tươi lỗ got yo AI lỗ à ê do là ê ni nha là chứ lỗ à à rô do AI tạo ra ok ok AI màn tươi yo lỗ à manđra jun gosseul à màn bạn tư nên cọt sười lô아 만들어준 이거 한국어로 만들어준 하면 돼요 그냥 줘. 네, 만들어준 이야기를 읽으면서 우리는 또 나는 그때 특한 아 단어도 특한 얻게 되고 알게 되고 가우축 구조 가우 문장의 가우축 구조도와 삼치 가호 도형 보이 약간 그 가우첸 이야기 속에 보이간 내용에서 때로 대화도 또한 발견해요. 탐 찾아요. 유나의 이것이 내가 까이팅 기능 독도 이야기 읽는 이해력 기능을 개선해주고 또 아직 그 단어 역시도 알게 해줘요. 광주 독수 공주 풍뚜 이냐라지? 아, 문 즈어 풍뚜 이거 vẫn giữ được,야 vẫn giữ야 반지르 풍뚜 풍뚜 nghĩa là cái hứng thú là hương아하 mì흥미를 얻을 hứng수 thú là hương있도록 mì해줘요. 흥미를 가질 때 오케이. 만주 독수 홍주 흥미 유지할 수 있게 해줘요. 오케이. 흥미 동시에. 네. 그러면 태행한으로 태행벳 얘기해 주세요. 네. thông cầu các câu chuyện thông qua các kể chuyện thông qua AI thì rất là hữu ích. Hữu ích. AI có thể tạo ra các câu chuyện theo yêu cầu. Theo yêu cầu. Ví dụ tôi yêu cầu AI, tôi yêu cầu AI tạo ra câu chuyện về người anh em tốt. Thì AI đã tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Bản tin, Thông qua các câu chuyện ở đâu xem son nếu nếu tao bảo tao thì thanh song là nếu tao tôi tao đọc là các câu chuyện do AI à tạo ra nếu các câu AI tạo ra nếu để đọc tục các câu chuyện cuộc do gặp AI chuyện tạo ra rồi em thì tạo ra thông lên thấp có thể luyện tập hội thoại, các đối thoại thông qua tục câu chuyện tục các và cao và cấu trúc tôi ngữ đâu từ vựng này, cấu trúc tôi câu này và các câu chuyện. you Thông qua điều này thì có kỹ thể năng đọc khe đọc đọc cải thiện đúng kỹ năng đọc ok đọc chú hiểu này. Kỹ năng từ vựng à OV đọc huy tu 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 từ kỹ à năng từ vựng à cái vùng yeah và bằng 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 cái có vùng thể giữ vẫn có thể giữ được hứng thú không tu hồn si Yeah, đồng thời là kỳ bản chung trong chung khi trong khi à hồn si trong khi vẫn giữ được sự hứng thú à quan chú vốn từ vựng à ovi đọc là vốn từ vựng à vốn tư vương ở khi đó ok nè cả nè vốn vốn ok 알겠어요 một vài
luồng.하노이에서는 이제 앞으로 어떤 뭐 가을 되면 뭐 해요, 주로? 가을 네, 가을 되면. 지금 가을 이에요. 지금은 그러면 가을에 뭐 행사 있어요? 가을? 뚱뚱 가을 말고. 뚱뚱이 지났고. 꽃 펴요? 꽃과? 축제. 꽃축제 같은 거 해요? 예, 호화? 축제 꽃축제 없어요. 아, 그래요. 꽃라 무슨 탯? 네, 해요. 탯. 특별한 꽃 없어요. 네네. 과일은요? 과일. 짤까요? 한국에서 지금 한국은 뭐 운동, 피어요? 코스모스 필 거예요. 코스모스. 코스모스. 뭐꽃 무슨 꽃이에요? 무궁화? 코스모스 필거 같은데, 코스모스. 코스모스. 와, 가을꽃 몇개 있어요? 많지는 않지만. 그 다음에 이제 단풍 들 거예요, 단풍. 단풍과 대건 잎. 예. 언제 벚꽃축제 있어요? 벚꽃은 봄에 있어요, 이른 봄에. 봄. 예, 봄. 아, 벚꽃. 네. 벚꽃. 벚꽃축 벚꽃이냐 땡글라지? 라 먹고 축제 할래요? 할래요? 와, 네네. 오케이. 레오 와인 다와 네네. 황다오. 네. 계속 할게요, 공부. 와인 다와 네. 또한 온라인 언어 교환이나 언어 연습에서 스토리텔링은 독해력을 향상시키는 데 매우 좋습니다. 다양한 문화적 요소, 가치관, 스토리텔링 전통에 노출됨으로써 우리는 언어 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 그 언어를 사용하는 문화에 대한 이해도 깊어집니다. 네, 읽어주세요. 똑바로. 네, 또한 온라인 언어 교환이나 언어 연습에서 스토리텔링은 독해력을 향상시키는데 매우 좋습니다. 다양한 문화적 요소, 가치관, 스토리텔링 전통에 노출됨으로써 우리는 언어 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 그 언어를 사용하는 문화에 대한 이해도 깊어집니다. 네, 오케이. 빙벳 읽어주세요. hơn nữa, kể chuyện trong việc trao đổi ngôn ngữ trực tuyến hoặc thực hành ngôn ngữ rất tuyệt vời để cải thiện khả năng đọc hiểu. Nó đưa người học tiếp xúc với các yếu tố văn hóa khác nhau, các giá trị và truyền thống kể chuyện. Bằng cách này, chúng ta không chỉ cải thiện khả năng ngôn ngữ mà còn hiểu sâu hơn về các nền văn hóa sử dụng ngôn ngữ đó. Con hóa kết quen trong việc trao đổi ngôn ngữ thức quen phố thức hạn ngôn ngữ kết kết phối để cải thiện khả năng đọc chữ nó vô nhối hợp kết sắp phối các yếu tố văn hóa các giá trị và truyền thống kết chuyện bằng cách này chúng ta không chỉ cải thiện khả năng này nữa mà còn kiểu sao hơn về các nền văn hóa sử dụng ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ đó là đó là đó ý nghĩa là gì? Ừ? Đó đó vì sao? Sử dụng ngôn ngữ 하면 안 되나? Đó là vì sao? Đó vì sao? Tô là thêm nữa.
Tô là thêm nữa, hơn nữa. Ở nói tô là thứ thứ Tô, không tô, tức để tôi làm mỏ đó. Hơn nữa, thêm nữa. nè thứ thứ ở nó thứ thứ tô ok hôn nữa thô hay sao hôn nữa 예, 이야기 만드는 거 온라인 언어 교환해서 이야기에서 더 얻어지는 거는 또는 톡한 얻어져요. 짝도 예뻐요. 더 좋은 언어를 완성하게 해줘. 내 개찐 가능 도쿄 독해력 독해 가능 독해 능력 가능 능력을 개선해서 더잘 언어를 이해하게 해줘요. 노조노 혹그 배우는 사람들이 계속 뭐 요소 문화 요소 각국의 각자 문화 요소를 요소와 함께 캡숙 얻을 수 있어요. 그리고 지아찌 즐겨요? 지아치이냐라지? 같이 giá trị á, gạch chi quản à, gạch chi gạch chi 가치관. 그 다음에 가치관과 전통, 주엔, 이야기의 전통, 전통을 가져요. 그리고 깡냐에 이런 방법으로, 빵 깡냐에, 중딱콩지 우리는, 언어 능력을 개선할 뿐만 아니라, 휴사오, 혹은 더, 이해할 수 있어요. 딱낸 문화, 수중 농농. 이 언어를 사용하는 문화에 대해서 더 이해할 수 있어요. 네. 네. 잠깐만. 오케이. 본 누아. Hơn nữa. 네. 태행한 얘기해서 보세요. 네, hơn nữa việc kể chuyện bằng trong khi trao đổi Nè. ngôn ngữ trực tuyến hay là luyện tập thực hành ngôn ngữ thì rất là tốt trong việc cải thiện kỹ năng đọc hiểu. Tập thể. Nốt chui à, dạy nốt chui thủy tài, nốt chui thông, nốt chui thủy tài là gì?네, 노출되다. 전통에 노출된다. 노출되는 거 전통에 접하다. 접하는 거예요. 게투엔라 아, 가치관과 전통에 게투엔 tiếp이야기. xúc à? 예, 계속. 예, 노출되다. 계속. Nó tiếp đưa người học này tiếp xúc với các yếu tố văn hóa đa dạng này, các giá trị này và các truyền thống kể chuyện.